Đây là bài viết hướng dẫn chi tiết cách viết CV cho các bạn sắp đi làm của tác giả Adele Đoàn. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé! Sắp đến mùa ra trường nên hôm nay mình muốn chia sẻ một chút về cách viết CV thực tế và ứng dụng được liền này. Bài này mình đã xin phép để sử dụng CV của một ứng viên cũ của mình làm mẫu để các bạn dễ hình dung. Bố cục cơ bản của một chiếc CV như sau. Xin phép mọi người sử dụng một số từ tiếng Anh cho tiện nha. 1. Thông tin cơ bản, general information. Do, nhất định phải có những mục sau. Họ tên đầy đủ, viết hoa cả tên. Email, tạo riêng email công việc, tránh những email kiểu như là tomboyloichoi@yahoo.com. Số điện thoại, dạng, cộng 84-123-456-789. Địa điểm làm việc, Hồ Chí Minh hay Hà Nội hay quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, kiểu vậy nhá. Chỉ cần liệt kê nội dung, thêm icon, không nên ghi kiểu các cụ hồi xưa, full name ABC, address XYZ. Don't, không cần thiết cho nội dung sau, chứng minh nhân dân, link Facebook. Optional, cân nhắc có thêm những mục sau. Có Mr. or Miss để phân biệt giới tính. Ngày sinh cụ thể, mùng 8 tháng 11 năm 1991, kiểu vậy. Ảnh profile, ảnh phải tươi tắn chuyên nghiệp, đừng đem ảnh lúc mình xấu xí hay là mặt bí xị lên CV nhá. Tuy là optional, nhưng khuyến khích các bạn cho ảnh nha. Ảnh để trong khung tròn xinh xắn, design lại xíu, chứ đừng đem luôn cái ảnh thẻ lên nhá. LinkedIn profile, khuyến khích các bạn tạo LinkedIn profile nhá. Tạo một lần, dùng cả đời. 2-3 câu tóm gọn về bản thân, để recruiter hình dung sơ sơ về bạn. 2. Kinh nghiệm làm việc, work experience. Do, liệt kê kinh nghiệm từ gần nhất tới xa nhất, mỗi mốc kinh nghiệm cần có. Tên vị trí, tên công ty, giai đoạn làm việc và địa điểm làm việc. Sau đó là mô tả công việc hoặc là task bạn làm theo dạng bullet point. Don't, nhớ là bullet point, chứ đừng viết thành sớ văn dài dài nhé. Viết thật thực tế và sát với công việc, chứ đừng chung chung. Optional, cân nhắc có thêm những mục sau. Báo cáo cho ai? Người reference. Achievements, contribution. Dù là optional, nhưng nếu bạn có mục này thì CV sẽ chất lượng hơn nhiều đấy. 3. Học vấn, education. Do, theo format giống như bên trên để đồng nhất, ngành học, trường, niên khóa. Don't, viết năm vào trường và năm tốt nghiệp, chứ đừng ghi một năm duy nhất. Recruiter không đoán được đâu. Nếu chưa tốt nghiệp thì có thể ghi dự kiến tốt nghiệp năm nào. Optional, điểm GPA mà cao ấy thì cứ tự tin mà khoe nào. 4. Kỹ năng, skills and tools. Do, liệt kê những skill tools bạn tự tin nhất. Phải cụ thể và liên quan tới công việc ứng tuyển. Nếu không có thể search skill set for recruiter job, ví dụ là vậy, rồi tự xem lại bản thân là mình đã có những kỹ năng gì nhé. Nếu chưa có thì liệt kê những kỹ năng để làm việc chuyên nghiệp như là time management, communication, MS, vân vân. Nên nhớ là chỉ ghi những skill mình có, đừng ghi bừa, vì recruiter hay nhìn vào đây để hỏi về skill của bạn đấy. Don't, cho điểm hay đánh giá những skill tools đó được 9 trên 10 hay là 5 trên 10. Optional, vẽ ô khoanh vùng từng skill như Alan làm để cho đẹp và dễ nhìn. 5. Hoạt động xã hội hoặc dự án cá nhân, extracurricular activities or personal projects. Do, nhất định phải có tên dự án hoạt động, mốc thời gian và vài dòng mô tả về dự án. Don't, đừng dài dòng quá, mục kinh nghiệm là chính, mục này chỉ là phụ thôi. Optional, có thành tựu hay đóng góp gì cho dự án hãy cho vào nhé. 6. Giải thưởng, chứng chỉ, awards, certificate. Do, format là tên giải thưởng, năm nhận. Chọn những giải thưởng hay là chứng chỉ nổi bật nhất và liên quan tới công việc nhé.
ví dụ như là IELTS 8.0, CFA Level 2, TOEIC 900, Honor Student of 2018, vân vân. Don't. Nếu không có thì mình có thể bỏ qua mục này, chứ đừng lôi giải cờ vây hồi cấp 1 hay là giải bơi lội hồi cấp 2 cho vào nhé. Optional. Chứng chỉ MS hoặc là các khóa học cũng có thể chấp nhận được nhé. 7. Ngôn ngữ, languages. Do. Liệt kê nếu bạn biết hai ngôn ngữ trở lên. Nếu là người Việt chỉ biết mỗi tiếng Việt thì có thể bỏ qua mục này. Don't. Đừng giải thích về trình độ ngôn ngữ của mình. Recruiter chỉ cần kiểm tra vài câu là sẽ đánh giá được tiếng Anh của bạn đang ở level nào thôi. Một số lưu ý khác. Rất nên và hãy cố gắng viết CV bằng tiếng Anh nhé. CV một trang như mẫu là đẹp nhất, cùng lắm là hai trang thôi. Có sự đồng nhất, các đầu mục cùng một format, cách viết với kinh nghiệm thống nhất giữa các giai đoạn. Không nên dùng quá nhiều màu và nhiều phông chữ khác nhau. Làm theo template như các trang Top CV thực ra thì cũng ok. Nhưng mà nếu dành thời gian tự thiết kế CV như mẫu mình gửi, thì các bạn sẽ học thêm được rất nhiều kỹ năng về sử dụng MS đấy. Cảm ơn mọi người vì đã đọc bài. Các bạn có thắc mắc gì về chủ đề viết CV thì hãy comment bên dưới nhé. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và ấn subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào website của nhà nhện là spiderroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye!